Con khỉ thích khách. Luca, người thật thông minh. Nhờ có người tình rành hiến kế mà ta đã săn được con quả kia rồi. Bệ hạ, thần sẽ làm mọi điều vì người ạ. À, ngươi không những là con khỉ biết nói tiếng người duy nhất trong vương quốc của ta, mà ngươi còn vô cùng tinh ý, lại rất biết chiều ý ta. Chẳng như đám quan quân trong triều, chúng không bao giờ làm ta vui. Thần là chú khỉ trung thành và sẵn sàng phục tùng mọi mong muốn của người ạ. À, với sự tận tụy và trí khôn của mình, lẽ ra người phải được ở vị trí xứng đáng hơn mới phải. Hỡi các khanh, từ nay ta sẽ phong cho Luca làm đội trưởng đội vệ sĩ của ta. Tất cả binh lính trong hoàng cung đều phải nghe theo lệnh của Luca. Ôi trời ơi, ông bệ hạ định cất nhắc con khỉ ấy lên đội trưởng đội vệ sĩ. Tôi có nghe lầm không? Thời thế đảo điên quá, con khỉ sao có thể làm vệ sĩ được? Thưa bệ hạ, dù sao thì Luca cũng chỉ là một con khỉ, không thể nào làm thay công việc của con người được ạ. Luca không phải là một con khỉ bình thường. Nó vô cùng tinh ý và nhanh nhẹn. Nó thông minh nhất trong số những con khỉ mà ta từng biết. Người có thấy con khỉ nào biết nói tiếng người như nó không hả? Tâu bệ hạ, dù Luca là một con khỉ rất thông minh so với loài của nó, nhưng nó cũng chỉ là một con vật mà thôi, không hề biết suy tính trước sau. Bệ hạ không nên ban phát cho nó quá nhiều quyền hạn, vì như thế có thể dẫn đến những tai họa khôn lường ạ. Hoàng thượng thư, ta thấy người đang ghen tị với một con khỉ đó. Thật là tâm địa nhỏ nhen hẹp hòi. Người không xứng đáng giữ chức quan thượng thư nữa. Mau lột mũ áo của ông ta, đuổi ra khỏi kinh thành. Bệ hạ, Luca, ta đã tống cổ lão thượng thư già đó ra khỏi cung rồi. Hắn ta dám coi thường con vật mà ta yêu quý nhất. Thưa bệ hạ, hắn còn có ý nói bệ hạ không biết dùng người đó ạ. À, hắn đúng là hỗn xược. Yên tâm, ta sẽ xử lý bất kỳ ai có lời ông tiếng ve gì vì ngươi khỉ à. Bệ hạ làm thế là rất đúng ạ. À, tốt lắm, ngươi luôn hiểu ý ta. Từ nay ngươi sẽ là vệ sĩ thân cận nhất của ta, luôn ở bên cạnh để bảo vệ ta. Ta đã có Luca theo hầu rồi, không cần các ngươi phải đi cùng ta nữa. Chà, đúng là mùa xuân, khu vườn của ta thật đẹp. Nơi đây tụ hội tất cả những loài hoa quý từ khắp nơi trong vương quốc của ta. Luca, ngươi có thấy khu vườn rất tuyệt không? Thưa bệ hạ, đúng là rất tuyệt cả. Chà, mùi hương thơm của cỏ cây hoa lá thật là tuyệt diệu. Không khí mát mẻ, ta bỗng muốn ngủ một giấc giữa vườn hoa này. Chúng ta hãy tới bãi cỏ đằng kia nào. Luca, giờ thì ta sẽ ngủ một giấc. Người phải canh gác cho ta, không ai được lại gần phá giấc ngủ của ta, nghe chưa? Thưa bệ hạ, người hãy ngủ đi ạ. Có thần canh gác rồi, người cứ yên tâm ạ. Nhất định phải canh gác thật cẩn thận để bảo vệ giấc ngủ của nhà vua. Nhà vua vốn rất tin tưởng mình mà. Cút đi, cút đi, không được phá giấc ngủ của nhà vua. Còn ông ngu ngốc kia, ta đã được nhận lệnh của nhà vua là canh cho người được ngủ ngon giấc. Người dám vò ve ở gần nhà vua ư? Cuối cùng thì mày cũng đi. Mày mà quay lại đây thì tao sẽ giết chết mày.
Lần này thì tao không tha cho mày nữa đâu. Tao đã nói là làm, tao sẽ giết chết mày. Không thể dùng mỗi tay không để đập mày được ông ạ. Tao sẽ dùng kiếm để xé xác mày thành trăm mảnh. Đúng rồi, thanh kiếm của bệ hạ. Người vừa làm gì thế hả? Bệ hạ, thần chỉ giết con ong đậu trên trán người mà thôi. Nó định phá giấc ngủ của bệ hạ. Người đã giết ta, giờ ta mới nhận ra trước đặt quyền lực trong tay những kẻ ngu dốt thì hậu quả thật khôn lường. Ông nọ bà kia. Ông đã về rồi đó hả? Sao mặt mày xám xịt thế kia? Bà thì biết gì mà hỏi. Đường đường là lý trưởng, cũng có hạng trong làng, hay thế mà tôi lại chẳng bằng Trang Quỳnh. Tiếng là ông ta không có chức sắc gì, nhưng lại thường được chúa gọi vào hầu. Trời ơi, ông thì làm sao mà so được với Trạng Quỳnh chứ. Ông ấy nổi tiếng khắp nơi, chỉ là không muốn làm quan thôi. Chứ cái ngữ như ông á thì làm sao bằng được mà đòi so sánh. Bà bà cũng đúng. Hôm nay tôi nhìn thấy ông ta võng lộng về làng mà tôi hâm mộ quá. Ước gì mình cũng được như ông ấy nhỉ. Được đối đãi như quan to, được vào hầu chúa. Ông dốt thế, liệu mà thu xếp quà bánh sang nhà Trang Quỳnh mà nhờ cậy ông ấy. Ông ấy tài giỏi, được chúa tin cậy như vậy, không chừng ông ấy có thể nói tốt cho ông dăm ba câu trước mặt chúa. Lúc ấy thì chúng ta sẽ thành ông nọ bà kia chả mấy hồi. Nhỉ, hay. Bà mau mau thu xếp cho tôi cái tráp lễ mừng. Chiều nay tôi sẽ sang nhà Trang. Biết rồi. Kìa, ông Hương cả, sao ông ta lại ở đây nhỉ? Ông Hương cả đây à, sao ông lại ở đây? Việc của tôi liên quan gì đến ông mà hỏi? Quái lạ, vừa nãy ở góc đa ngoài kia, mình cũng thấy mấy ông hương thân chức sắc lắm la lắm lét đi ra, giờ lại gặp tay Hương cả ở đây nữa. Xin hỏi Trạng Quỳnh có nhà không? Ông lý trưởng đây à, mời ông vào nhà chơi. Chuyện là vậy, mong Trạng chiếu cố giúp đỡ tôi, nói giúp tôi vài lời với chúa thượng để ngài gọi tôi vào hầu, cho tôi được hưởng chút lợi nhà chúa. Tôi mà được làm ông nọ bà kia, nhất định sẽ không quên ơn Trạng. Thì ra là như thế. Chuyện này cũng không có gì khó. Mấy ông hương thân chức sắc trong làng cũng vừa đến nhờ tôi cả. Vậy là quan Trạng có cách phải không ạ? Thế này ông Lý ạ, ngày mai tôi sẽ lên kinh. Nếu ông muốn làm ông nọ bà kia thì tối nay đến nhà tôi đánh chén một bữa. Rồi ngày mai tôi sẽ đưa các ông lên kinh sớm để ra mắt chúa thượng. Ôi quý hóa quá, đội ơn quan Trạng. Quan Trạng đã thương cho như thế thì còn gì bằng. Tối nay tôi nhất định sẽ tới. Thưa các vị hương thân, chức sắc, chỉ cần đợi đến ngày mai thôi, các vị sẽ trở thành những ông nọ bà kia hết. Tôi xin chúc mừng các vị trước. Nào, chúng ta cùng nâng chén, cạn. Chúng tôi xin đội ơn quan Trạng. Nào nào, các vị, cạn chén. Chà, rượu ngon. Người đâu? Các anh cứ theo kế hoạch mà làm. Vâng. Bà lớn ơi, ông lớn nguy rồi, dậy mau.
có chuyện gì mà ầm ầm lên thế? Ông nhà uống say bí tỉ nên bị cảm lạnh rồi. Bà phải đánh gió cho ông ấy ngay đi, nếu không sẽ nguy hiểm đấy. Phải đánh thật mạnh nhé. Uống say đến không biết trời đất là gì thế này, không cảm lạnh mới lạ đi. Đã thế cho biết tay bà. Chưa này, chưa này. Ôi đau quá, bà làm cái gì vậy? Ông là ai? Sao ông lại ở đây? Bà đâu có phải vợ tôi. Đây là đâu? Ôi mệt quá. Sao mình lại ở trong nhà đó được nhỉ? Cút ngay. Ôi đau quá, sao lại thế này? Trời ơi, ông nọ bà kia, hóa ra là thế này sao? Cả đám lại mắc lởm của trạng nữa rồi. Từ nay xin chừa. Lễ vật quý giá nhất. Hỡi muôn loài của khu rừng ánh sáng, hôm nay ta có một quyết định quan trọng muốn thông báo đến tất cả các con. Chúng ta sẽ tổ chức lễ hội mùa xuân như thông lệ hàng năm. Chúng ta sẽ dâng lên một món lễ vật quý giá nhất để bày tỏ tấm lòng cảm ơn nữ thần mùa xuân. Và ta cần một người cùng ta chủ trì lễ hội năm nay. Được chủ trì lễ hội mùa xuân ư? Tuyệt quá! Thưa thần rừng, vậy làm sao để chọn ra được người sẽ làm công việc này? Ta sẽ mở một cuộc thi để xem ai là người tìm được lễ vật mang về. Trên ngọn núi đó có một thứ quý giá nhất. Ai là người mang được nó về đây sẽ trở thành người xứng đáng nhất cùng ta chủ trì lễ hội. Nhưng với một điều kiện, các con phải về lại đây trước khi mặt trời lặn. Nhất định tôi có thể tìm được thứ quý giá nhất mang về. Tôi có đôi chân khỏe mạnh, có thể đi nhanh hơn các bạn. Các bạn đều thua tôi hết. Tôi có thể di chuyển qua các cành cây nhanh nhất. Ồ, đúng vậy. Các bạn đều không thể chạy nhanh bằng tôi. Tôi có đôi chân linh hoạt và sức bật tốt nhất. Bạn thỏ ơi, xin hãy giúp tôi. Chân tôi bị thương không đi lại được. Nhưng tôi đang phải đi lên ngọn núi để lấy lễ vật. Nếu tôi ở lại giúp bạn thì sẽ không kịp mất. Bạn chịu khó đợi tôi lấy được lễ vật, tôi sẽ quay lại giúp bạn ngay. Cậu đỡ chưa? Thôi, để tớ đưa cậu về nhà. Các bạn ơi, các bạn lại giúp mình một tay với. Chúng tôi không thể ở lại giúp được đâu, như vậy sẽ muộn giờ mất. Thôi nhanh lên, không thì không kịp mất. Mình không thể đi được. Thôi, hay bạn cứ đi tiếp, mặc kệ mình ở đây. Tôi không thể để bạn ở đây với vết thương này được, rất nguy hiểm. Nhưng vết thương này chỉ có thể cầm máu bằng loài hoa tím. Mà loại hoa này chỉ có ở đỉnh núi phía Bắc. Tôi cố gắng được, bạn đừng lo. Đỉnh núi phía Bắc ư? Là hướng ngược lại. Nếu bây giờ mình đi sang đó thì sẽ không kịp lên đỉnh núi tìm lễ vật mất. Nhưng nếu để bạn sóc nâu lại đây thì cũng không được. Bạn ở tạm đây đợi tôi lấy hoa tím về nhé. Tôi chạy nhanh lắm, sẽ về kịp thôi mà. Mình đã lấy được thuốc rồi, phải nhanh chóng quay về thôi. Đắp thuốc xong, mình sẽ đưa bạn xuống núi nhé. Cảm ơn cậu. Tại sao thần rừng lại bắt chúng mình lên tận đỉnh núi, nhưng ở đó chỉ có đá sỏi, không có gì quý giá để mang về làm lễ vật cả? Là thần rừng. Các con đã bỏ qua món quà quý giá nhất trên đường đi. Chỉ có thỏ là tìm thấy nó thôi. Ta đều cho các con một thử thách để vượt qua. Đó là chọn lựa cứu sóc nâu đang bị thương hay bỏ mặc để đi tiếp lên đỉnh núi.
các con đều chọn đi lên đỉnh núi. Chỉ có thỏ là dừng lại tìm cách cứu sóc nâu bị thương. Thứ quý giá nhất đó chính là tình yêu thương đồng loại. Chỉ có dùng tình yêu thương mới có thể bảo vệ cho muôn loài sinh sống trong khu rừng ánh sáng. Thưa thần rừng, chúng con đã hiểu ý nghĩa của thứ quý giá nhất. Chúng con thấy thỏ chính là người xứng đáng nhất ở khu rừng của chúng ta. Ta tuyên bố thỏ là người xứng đáng nhất cùng ta chủ trì lễ hội mùa xuân. Chúc mừng thỏ con nhé. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.